Xin chào tất cả các bạn. Xin chào hai bạn MC đồng nghiệp của mình. Và xin chào cô bạn gái Jessica. Rất là xinh đẹp. Mình tên là Huỳnh Duy Linh. Ấn tượng với giọng nói của bạn Linh rồi đây. Giọng nói đầy nỗ lực. Trước đây thì mình là một giáo viên dạy văn. Các bạn tính phong trần, lãng tử, lãng mạn nữa. Yeah. Và sau đó thì mình chuyển nghề là một người dẫn chương trình. Wow. Và cứ tưởng tượng là mỗi khi đi làm về khuya, khi mà mở cửa căn nhà của mình cảm thấy có một cái sự trống trải. Mà hầu như những ai mà sống với cái nghề này đi làm về khuya thì mới cảm giác được cái sự trống trải nó cô đơn đến như thế nào. Bởi vậy mà mình muốn tìm đến với chương trình Ngôi Sao Tình Yêu, với hy vọng là tìm được một nửa của mình, tìm được một cô gái để yêu thương, để mình có thể che chở bằng cái vòng tay ấm áp của mình. Và tất nhiên sẽ nhận lại một tình yêu thương từ người bạn gái này. Và Jessica chính là một người mà mình đang muốn hướng tới ngay giờ đây. Wow, trời ơi, từng lời nói giống như là mật mà rót vào tai đó. Mà rất chắc nha anh. Rất nhiều sở trường được thể hiện qua giọng nói của nhân vật thứ tư, đó chính là Huỳnh Duy Linh. Anh Duy Linh có rất nhiều khả năng về cách thuyết phục nè, truyền cảm hứng nè. Và đặc biệt là không biết là cái khả năng này có giúp anh tranh luận và giành chiến thắng trong những cuộc tranh cãi không? Và nếu như có những sự tranh luận với bạn gái của mình, đặc biệt là Jessica, anh có sẵn sàng nhường nhịn cô ấy không? Bởi vì anh nói chuyện rất là hay và rất là thuyết phục. Nói chuyện hay thì cái đó mình không dám nhận. Chỉ biết rằng đó là nghề nghiệp thôi. Mà thường những người mà sống với cái nghề nào đó thì khi về nhà thì lại hoàn toàn không sống bằng nghề đó. Có nghĩa là khi về nhà thì mình sẽ rất là ít nói. Và mình hứa với bạn gái của mình rằng mình sẽ luôn luôn tôn trọng bạn, chiều chuộng bạn bằng chính cái sự ấm áp của mình. Quá, cái câu nói vừa rồi của anh ấy rất khéo léo để đưa vào cái tình huống là mình nói với bạn gái của mình, khẳng định luôn là anh ơi. Bạn gái đây. Dạ đương nhiên bạn gái, nhưng còn người yêu hay không là một vấn đề khác nữa. Phải vượt qua các thử thách. Cảm ơn anh đã nói hộ lòng em. Dạ, về nhà cũng vậy đó, em giống như một con mèo con với vợ em vậy đó. Vợ em nói gì em đâu dám cãi đâu. Thấy chưa? Và bây giờ thì không biết là câu hỏi nào của Jessica sẽ dành cho Duy Linh đây. Quê anh ở đâu ạ? Quê của anh ở Tây Ninh. Nhưng mà không biết là giờ anh đã mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống anh chưa? Anh có một căn nhà ở Thảo Điền. Cái nhà nó nhỏ nhỏ xíu xíu rồi. Khoan từ từ, Thảo Điền chứ phải Thảo Cầm Viên nha quý vị. Thảo Điền quận 2. Thảo Điền mọi người. Mặt ngập nha quý vị. Rất đắc địa. Dạ, nhỏ nhỏ là cỡ nhiêu mét vuông anh hen? Nói chung là nó vừa đủ để hai vợ chồng của anh và khoảng 6 đứa con. Sáu đứa con. Jessica, em có nhiều biết không? Nhà vui lắm, vui lắm. Nhưng mà về ở chung là phải đẻ 6 đứa nha. Ừ, 6 đứa chịu không? Ok, ngại gì nếu yêu nhau, chơi luôn. 6 đứa, 7 đứa cũng được, hoặc là chủ nhật. Tình yêu không phải trò chơi. Nhưng mà rõ ràng là anh ấy rất sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân của mình rồi. Nhưng mà dường như là Jessica vẫn còn đang ngập ngừng. Ngập ngừng bởi anh chưa thể hiện được cái sở trường khả năng. Vâng. Đúng rồi anh, em muốn anh thể hiện một cái sở trường nào đó của anh. Bởi chính vì thấy em có vẻ ngập ngừng, cho nên anh muốn nói với em bằng những nét nhạc thế này. Mình gặp nhau như vụt mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đang xa, mời em ở lại. Kể chuyện tha hương chưa lần phải nhớ thương. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé. Có vườn dâu xanh ngát ngoài ô, có mùa mưa hay nắng mộng mơ. Về với anh nhé, Jessica. Quý vị số 4. Xin chào anh Huỳnh Duy Linh. Xin chào các bạn và đặc biệt xin chào bạn Jessica rất xinh đẹp. Và anh cũng đang rất phong độ. Mình giọng nói rất là phù hợp với ngoại hình của anh luôn. Chà, phong độ vậy là chắc đủ sức để bảo vệ cho người mình yêu rồi. Và bây giờ sẽ là 3 phút để anh thể hiện tình cảm của mình thật là chân thành đối với Jessica. Xin mời anh Duy Linh. Ngay giờ đây chúng ta đang trực tiếp nhìn vào nhau. Anh rất là muốn nghe Jessica nói những suy nghĩ của em về anh. Bởi vì ban đầu thì hầu như em chưa nói gì với anh.
Bây giờ thì em nói đi. Thực sự em thấy anh là một người chững chạc, rất là phong độ và chỉnh chu á. Và giọng nói của anh thì em nghe ấm áp. Em đã nghĩ trong đầu anh chính là người đàn ông của gia đình từ khi anh cất cái giọng nói của anh. Đúng là như vậy. Là một người rất là ấm áp. Phải có tội là có tính tình lãng tử. Nhưng mà anh rất là muốn có một cái gia đình để mà mình yêu thương, chở che, chia sẻ cái sự ấm áp này. Hãy chọn anh, hãy chọn anh. Đó là những lời nói chân thành mà cả hai trao cho nhau rồi. Bây giờ là giây phút để chúng ta khai thác tìm hiểu thông tin thật kỹ về anh Duy Linh nè. Dạ. Một trong những chàng trai có rất nhiều sự ấn tượng của quý vị khán giả và đặc biệt là Jessica. Anh Duy Linh nè, năm nay anh được bao nhiêu cái xuân xanh rồi ạ? Câu hỏi này thì anh cũng mong đợi cho mọi người hỏi mình. Dạ. Vì thật sự mà nói anh không còn trẻ, không còn cái tuổi gọi là sổ nhi. Dạ, đúng rồi, nhưng mà như anh vẫn phong độ ạ. Anh đã bước sang cái tuổi 50. Vẫn còn tươi. Đó, 50 còn tươi lắm anh ơi. Em không nghĩ là anh 50. Mà chính xác là 51 hay 59 anh? 51, thiếu nhi lắm. Wow, vẫn còn rất là phong độ. Nhưng mà chẳng lẽ 51 năm qua anh độc thân mãi hoài vậy sao anh? Anh trải qua được mấy mối tình rồi? Anh có hai mối tình mà rất là ấn tượng. Chính vì hai cái mối tình này mà làm cho anh cảm thấy không muốn tìm một mấy ấm gia đình nữa. Ồ, tại sao vậy ạ? Tại vì cái sự yêu của mình nó rất là nhiều. Và anh ân hận là vì ngày xưa mình vô tâm quá. Cũng vì cái tính lãng tử, mê chơi. Và mình muốn bỏ hết quá khứ của mình để mà có một mấy ấm gia đình. Bởi vậy mà anh rất là muốn đến với chương trình này. Nhờ có họ nhà gái cố gắng làm sao thuyết phục, dụ dỗ, thăm dọa. Dạ luôn. Làm mọi cách để mà anh Linh có được cô nàng này. Có được cô nàng này. Ồ, ngộ vậy ta. Em là họ nhà gái phải bảo vệ cô dâu chứ. Đúng rồi, đâu thể nào bán đứng được anh. Em làm gián điệp cho anh luôn. Nhưng mà em đã biết rằng anh có nhiều ưu điểm như vậy. Thì em rất là muốn cô dâu sẽ có một cái người bạn đời mà có nhiều ưu điểm như anh. Thật sự là nãy giờ tụi em rất là ấn tượng tốt với anh luôn á. Rất tuyệt vời. Mấy khi có được một ứng cử viên mà nặng ký như vậy đâu. Dạ. Dạ. Và đã đến lúc anh muốn có được những cái tiếng khóc, những tiếng nói, những tiếng cười của những đứa trẻ thơ, đúng không anh? Anh muốn có một người vợ. Khi mà anh đi làm về thì cô ấy mở cửa rồi hỏi là anh có mệt không? Là hết mệt. Rồi một cái mâm cơm đơn giản thôi nhưng mà ấm áp, nóng sốt. Chỉ là như vậy thôi. Dạ. À, và ví dụ như là mình đang đi làm về mệt mỏi với cái nắng nóng nực như vậy là anh ơi thay đồ ra đi rồi vào tắm. Em có nấu nước mát cho anh rồi nè. Nước nóng em đã pha sẵn rồi anh vô tắm đi. Được, anh cũng không có đến nỗi mà muốn cho người vợ của mình phải cực khổ như vậy. Chỉ là một câu nói ví dụ như là anh ơi anh có mệt không? Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mệt. Đó. Là hết mệt luôn. Là hết mệt. Anh dễ hết mệt quá. Đó không mà có rõ ràng. Không quá làm phiền vợ mình, cũng đừng để vợ mình phải phục dịch mình giống như là một ô sim gì đó, vậy cực cho vợ quá. Anh rất là tâm lý đó. Đã đến lúc mình phải thay đổi cuộc sống của mình rồi. Mà anh yêu trẻ con không ạ? Anh rất yêu trẻ con, cho nên hồi nãy anh mới nói rằng là anh có một ngôi nhà cho hai vợ chồng và 6 đứa con. Không biết là ngoài cái ngôi nhà đó ra thì anh còn cái điều kiện về kinh tế, tài chính như thế nào để đảm bảo cho cuộc sống của cả gia đình ạ? Cái này thì anh chỉ muốn nói cho một mình Jessica. Thôi anh cứ nói đi, không sao đâu. Không được, em hãy chọn anh đến với em gần đi. Anh sẽ nói Nhân thiệt. Trời ơi, người ta nói gừng vàng vàng cay này đúng mà. Đúng rồi. Đâu dễ dụ trời. Và bây giờ hãy cùng nhau đặc biệt danh dành cho anh Duy Linh đi nào. Xin mời quý vị. Bây giờ chờ đón xem ngôi sao tình yêu sẽ tổng hợp những cái tên ấn tượng. Tên gọi đầu tiên là người như thế nào thì tên như thế ấy. Linh lão luyện. Bây giờ sẽ là tên gọi thứ hai. Quá dữ, cũng chính xác luôn. Đại gia lãng tử. Và bây giờ sẽ là tên gọi thứ ba. Linh phong lưu. Đúng rồi, từ giọng nói, phong thái rất là phong trần, phong lưu. Và bây giờ sẽ là tên gọi của bạn Jessica dành tặng cho anh Duy Linh. Anh Linh Tâm Lý. Bốn cái tên nào em thấy cũng chính xác hết trơn á. Và cái tên cuối cùng là anh Linh vỗ tay, anh chịu. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả
đưa ra phần nhận xét rằng anh Linh có xứng đáng hay không với cơ hội tiếp theo cùng với ngôi sao tình yêu để tìm hiểu Jessica. Xin mời quý vị, có hay không? Và bây giờ thì bạn hãy bình tĩnh, chờ đợi số liệu phần trăm, phân tích giữa có và không để tham khảo ý kiến của mọi người. Mọi người đang cảm nhận như thế nào về chàng trai, về người đàn ông rất chững chạc, đỉnh đạt và cực kỳ thành đạt này? Đây là một người đàn ông tốt, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng quan trọng là mọi người xung quanh nhìn anh ấy có hợp với bạn hay không, đó là một điều khác nữa. Yếu tố có hay không sẽ dựa vào mục tiêu là hợp hay không thôi. Chứ hoàn toàn anh Linh là một trong những ứng viên sáng giá. Nhưng liệu rằng chính Jessica có hợp với anh hay không, đó là một điều khác. Khán giả sẽ đưa ra phần đánh giá đó. Và kết quả là... Tại sao các cô lại cho một cái số liệu rất là chênh lệch như vậy? Tức 75% lận anh. 75% nói không, 25% nói có. Chà, căng à. Căng à. Hàng xóm xung quanh thì thấy vậy đó. Mà anh biết mà, hàng xóm anh. Là chính người Mỹ Ý mà, ai biết được, ai biết được. Đúng rồi. Chưa tính tới những cô gái người gà tô. Đó, đó, gà tô. À, à, có ý đồ của khán giả. Đúng chưa? Giành giật đại gia lãng tử của tôi đúng không? Quan trọng là nữ chính nè. Số liệu vừa rồi chỉ để tham khảo, chứ không phải là theo số đâu. Quan trọng là con tim của bạn có cảm thấy có cảm xúc, nhịp đập nào đối với anh Duy Linh hay không? Hợp hay không hợp? Và bây giờ sẽ là câu trả lời cuối cùng của bạn đối với anh Duy Linh. Hãy cẩn thận, nếu như bạn nói có, anh Linh bước vào vòng trong, bốn chàng trai còn lại dừng bước. Chúng tôi sẽ cho lộ diện cả bốn chàng trai. Lúc đó có hối hận hay không cũng muộn màng. Nếu như bạn nói không, thì bốn chàng trai còn lại tiếp tục có cơ hội. Nhưng cứ thế tìm hiểu hoài, tìm hiểu hoài, không ai vượt qua khỏi được anh Duy Linh. Bạn đã đánh mất anh ấy mất rồi. Muốn quay lại hay không cũng là cái chuyện mơ hồ, không bao giờ nói được, bất khả thi. Suy nghĩ cho kỹ, thật kỹ nha. Nhìn vào màn hình, tự suy nghĩ, tự chắt lọc ra những gì mình đã suy nghĩ. Đừng nhìn chúng tôi nữa. Nãy giờ nói để câu giờ bạn suy nghĩ đó. Chuẩn bị nha, chỉ có 5 giây để trả lời thôi. Có hay không? 5 4 3 2 1 Xong rồi. Đó. Yeah. Và kết quả của Jessica dành cho anh Duy Linh là không đồng ý rồi, không đồng ý rồi.